Vì sao thói quen ăn uống lại hình thành mụn? Tại sao chúng ta lại bị mụn? Thứ nhất, nó gây lên cái vấn đề bài tiết khi chúng ta nạp quá nhiều đồ chiên, đồ mỡ, đồ dầu, xào nhiều. Cái thứ hai, khi mà chúng ta ăn quá cay là thế nào? Là do nó kích thích cái khả năng bài tiết cái tuyến mồ hôi nó đào thải ra nhiều hơn. Nhưng mà cơ chế làm sạch lại không làm sạch tốt. Và đó là một trong những cái nguyên nhân gây mụn nội tiết mạnh mẽ nhất ở độ tuổi dậy thì.